Dạ, kính thưa tất cả quý cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Hôm nay Vân Trường Nhà Đất xin gửi đến cho tất cả quý cô bác, anh chị với một cái lô đất với cả tổng diện tích là 20.365 m² nha mọi người nha. Trong 20.365 m² này là cái lô đất tổng thể của mình, trong đó là có 400 m thổ cư và có 160 đến 185 m mặt tiền đường này nha mọi người nhé. Mọi người xin lưu ý thật kỹ càng về cái lô đất của mình, là nó được cái ưu điểm rõ ràng nhất là nó đã chiếm khá nhiều mặt tiền ở trong cái khu vực này. Nói chung là rất là lợi hại. Nó được từ, theo như mình đo sơ sơ thì có khả năng là nó phải trên 150 m đến 180 m đổ lại, thì mình cũng chưa có biết chính xác là nó khoảng bao nhiêu mét. Nếu mà muốn biết cho chính xác thì chỉ có kéo thước đo mà thôi nhé quý cô bác, anh chị nhé. Mình thì chủ yếu là mình là người giới thiệu và là người trung gian tìm đến cho cô bác, quý cô bác, anh chị những cái lô đất giá rẻ và ưng ý nha mọi người nhé. Với lô đất này nó nằm ở ngay xã Cư E Lang, huyện Eka của tỉnh Đắk Lắk nha mọi người, với tổng diện tích trong bìa là 20.365 m². Trong đất này có 400 m thổ cư, tức là đất nhà ở nha mọi người, và cái đất và có sẵn mấy sào ruộng nha mọi người nha. Là đất cây hàng năm thì là khoảng 5 sào, và đất cây lâu năm là 1,5 ha nha mọi người nha. Trong tổng diện tích của cái lô đất này là sẵn bìa đầy đủ luôn, địa chính xác bìa là 20.365 m², và có một căn nhà xây chả bá lửa ở trong đây, hàng rào các thứ có sẵn luôn, điện đóm giếng khoan có sẵn, mọi thứ mọi tiện nghi là có sẵn. Có trồng cây ăn trái đầy đủ trong cái lô đất này, và có hẳn 2 cái ao nha mọi người nha, một cái ao ngay bìa đường và một cái ao ở đằng sau của mình. Với cái lô đất này mình thấy khá là ưng ý. Với cái lô đất này khác gì người ta vừa bán vừa cho mình đâu nha quý cô bác, anh chị. Với 100 mấy chục mét mặt tiền này thì mà nó lại đối diện ngay cái khu tái định cư của nhà nước quy hoạch phía bên trước này, quý cô bác, anh chị thấy không? Trắng phiếu ở phía bên kia đó là người ta chở cả đống cát đi bỏ, đó là chuẩn bị xây dựng lên khu tái định cư và di dời dân về khu này mà ở nha mọi người nha. Đó, quý cô bác, anh chị cố gắng theo dõi hết cái video này thì quý cô bác, anh chị sẽ hình dung ra cái lô đất này nó có giá trị đến mức độ nào, để có cái tiềm năng về sau cho quý cô bác, anh chị đáng để đầu tư. Theo như mình suy nghĩ và đoán ra trước, với cái lô đất này quý cô bác, anh chị bỏ tiền vào cái lô đất này sẽ rất là xứng đáng với cái tiềm năng của nó, và để cái sự phát triển về sau, về lâu về dài. Với cái lô đất này chủ đang giao bán với giá là 2,2 tỷ nha mọi người, là 20.365 m², có 400 m thổ cư, có một căn nhà xây mới xây khá là đẹp, trong đó có 4-5 phòng, có 3 phòng chính và 2 phòng khách và nhà bếp, không gian các thứ đầy đủ tiện nghi, điện đóm các thứ này nọ, bàn ghế là có sẵn luôn nha mọi người nha. Với lô đất này thì giá chủ đã đưa ra là 2,2 tỷ, thì mình cũng đã đọc như vậy để cho tất cả quý cô bác, anh chị có thể hình dung về cái lô đất của mình rất có tiềm năng về tương lai mà về sau. Chỉ có 2,2 tỷ này thì mình đã có 2 mẫu 2, cũng coi như là mình mua căn nhà này được lời, mua lô đất này lời hẳn căn nhà luôn, khác gì người ta vừa bán vừa cho đâu quý cô bác, anh chị nha. Đối với Vân Trường Nhà Đất ngày hôm nay thì mình đã kết hợp với Nhà Đất rẻ Tây Nguyên để lên cái video này cho tất cả quý cô bác, anh chị về tìm hiểu về những cái lô đất mà chủ yếu là giới thiệu cho quý cô bác, anh chị khi ở nhà, tìm kiếm cho mình những cái lô đất giá rẻ và ưng ý, nhiều mặt tiền, chiếm cái lợi ích về sau này có thể phân lô bán nền nha mọi người nha. Khu này hoàn toàn có thể lên hết thổ cư mà phun hết thổ cư nha. Lô đất của mình hiện tại có 100 mấy chục mét vuông, có 100 mấy chục mét mặt tiền đường này đã lên sẵn thổ cư, là 400 mét thổ cư rồi nha mọi người. Có hai cái ao, có 5 sào ruộng và diện tích trồng cây lâu năm là có 1.500 mét vuông nha mọi người nha, tức là 1,5 mẫu cây lâu năm, còn lại là đất ruộng và ao. Thì ở đây mình chỉ cách hai cái ngã ba, một cái ngã ba hiện tại và cái ngã ba về phía bên này mình đang lùi cam cho tất cả quý cô bác anh chị là chỉ có 200-300 mét, về phía này thì gần hơn. Nó rất là lợi thế bởi vì khu này về phía bên dưới cam này thì là cái khu tái định cư nhà nước đã quy hoạch sẵn và chở cát từng đống để chuẩn bị lên xây và lên cho tất cả quý cô bác anh chị và đi tới những cái dân ở vùng khác về khu này mà sinh sống nha mọi người nhé. Mình thấy nó rất là tiềm năng và rất đáng để cho quý cô bác anh chị đầu tư về cái lô đất này. Có sẵn một căn nhà, có mấy cái phòng tiện nghi đầy đủ, giếng khoan, vườn cây ăn trái, đất thổ cư có sẵn, có hai cái ao to đùng và đất ruộng sẵn có luôn, và có trang trại, có hai cái trang trại có thể chăn nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò. Mình thấy rất là thích về cái lô đất này. Ở đây nha quý cô bác anh chị và quý nhà đầu tư, thì hôm nay Đặng Trường cũng sẽ cố gắng lên cái video chi tiết cho tất cả quý cô bác anh chị và quý nhà đầu tư về cái lô đất của mình nha mọi người nha. Đối diện của mình, đối diện lô đất mình, đây là cái dự án của nhà nước tái định cư nha mọi người nha. Toàn bộ khu này mình bay cam lên thì mọi người đã thấy bên này là cái bên toàn bộ là bên trống hết, không có một ngôi nhà nào. Cho dù có thì người ta cũng đã bồi thường xong hết rồi nha mọi người. Còn về cái mặt phía bên này nha, phía bên này của mình thì xanh đờn, thì đó là những cái hai bên mặt đường. Bên mặt đường này, mặt đường bên này thì là tái định cư, còn của mình bên này thì không phải là tái định cư nha mọi người. Lô đất của mình là đối diện bên tái định cư nhé mọi người nhé. Với cái lô đất này của mình thì nó nằm ở, mình có khoảng là 185 m, trên 185 m mặt tiền đường này nha mọi người nha. Đây là cái con đường mặt tiền đường. Tuy rằng hiện tại bây giờ nó đang là đường đất so với đường nhựa mà khu dân cư ở đầu kia. Mình đây là nằm giữa khu dân cư, thì so với đường nhựa từ đây mình ra tới con đường nhựa bên kia là khoảng mấy trăm mét nữa nha mọi người, 300-400 mét là mình ra tới đường nhựa rồi. Thì ở đây điện đóm các thứ này nọ là có sẵn luôn nha mọi người, có giếng khoan. Thì mình xin nhắc lại với mọi người nha, là 180 m mặt tiền đường này. Đó, đối diện là khu tái định cư. Đó, đối diện bên này là khu tái định cư, đây là đất của bên mình. Đó, căn nhà của mình là có ruộng này, có ruộng đất này, có hai cái ao to đùng này. Đó, phía trước mình đây là cái ao to đùng, đằng sau kia là một cái ao nữa, và có trồng vải thêu nha mọi người nha, có trồng vải thêu. Hiện tại là đang có trái, và một cái nhà cực kỳ to, một cái nhà, nói chung là cái này là rất là hấp dẫn, mình thấy rất là hài lòng nha mọi người nha. Mình sẽ vào trực tiếp cái nhà luôn để quay lên cho quý cô bác và các anh các chị nha, tìm kiếm cho mình một lô đất có sẵn nhà như này thì mình thấy nó rất là hợp lý nha mọi người nha. Đó, mình sẽ vào thẳng nhà luôn để lên cho quý cô bác và các anh các chị thể hiện và biết luôn cái lô đất của mình. Đây cái phòng khách, và có một phòng, đây là một phòng, còn đây là hai phòng nha mọi người nha. Nhà rất là sạch, rất là mới, hai phòng và ba phòng. Ở khu này thì một cái khu cũng là gọi là 4 phòng này. Còn đây là ở đây cái cửa bên hông. Đó, cái cửa bên hông khu này khá là rộng, cái nhà rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Đây khuôn gian của nhà bếp, ở đây là thêm một cái phòng bên đây nữa à? Này chắc không phải, mình nghĩ không phải. Đây là cái khuôn ấy, đây là nhà vệ sinh. Đó, còn đây đằng sau là nhãn à, đúng rồi, nhãn nha mọi người nha. Mình sẽ ra đằng sau vườn luôn nha mọi người nha. Thì mọi người cố gắng theo dõi video cho hết nha mọi người nha. Rất là sạch sẽ và thoáng mát, rộng rãi cực kỳ. Có 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ luôn. Một cái khuôn viên khá là rộng. Nhà thì rất là đẹp. Đây là cái khuôn viên để chăn nuôi gà vịt rồi nè. Còn đây là cái giếng khoan nha mọi người. Giếng khoan thì nói chung đây là cái khu mà để thả nuôi gà nuôi vịt. Thì đây này, mấy cái cây này thì nói chung là người ta đang muốn bán. Thì hai vợ chồng nó ly dị thì không có còn chăm cây cối gì nữa nha mọi người nha. Thì mình thấy là cái lô đất này nó khá là rộng. Đó, toàn bộ đằng kia là nhãn nha mọi người nha. Đó, cái này là nhãn đang ra bông và có cả vải thều, có cả ruộng luôn, ruộng lúa. Đằng kia là vải thều nha, có mấy cây bưởi da xanh này, rồi vải thều này, vừa vải thều lại vừa nhãn nha, vườn khá là đẹp, rất là đẹp nha mọi người. Rồi đằng kia cái khu trang trại này, nó đây cái khuôn viên cái nhà này là nhà của mình nha mọi người. Có năng lượng mặt trời luôn này, máy nước nóng này, bồn nước các thứ đầy đủ này, vệ sinh các thứ, chuồng trại các thứ đầy đủ. Đằng kia là có thể là chỗ này là một cái trang trại nuôi heo nuôi bò này. Rồi ở đây kia là một cái nhà gỗ có bao tường luôn này, cũng của mình hết luôn nha. Tựa có cây sung này, tượng trưng cho sung túc với gia đình nha mọi người nha. Đó, rất là hợp lý. Thì có giếng khoan, có giếng khoan điện đóm các thứ này nọ đầy đủ luôn nha. Mà đối diện khu tái định cư. Thì cái lô đất này tí mình sẽ lên cả cái sổ đỏ cho mọi người hình dung luôn về cái lô đất này nha mọi người nha. Thì đến đây thôi, Đặng Trường Đất Rẻ Tây Nguyên cũng xin khép video clip tại đây. Thì mình cũng mong sao cho tí quý cô bác anh chị và quý nhà đầu tư tìm cho mình những cái lô đất thật rẻ với giá ưng ý và cái giá mềm nhất có thể nha mọi người nha. Nếu như quý cô bác anh chị có gì thắc mắc thì kết nối Zalo với số điện thoại thể hiện trên màn hình, thì mình có trách nhiệm dẫn đến để xem trực tiếp về cái lô đất này nha, với cái giá đầu tư và giá mềm nhất nha mọi người. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị trong những cái video sau nha.